Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2024-2030, trong đó yêu cầu bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả tại các khu vực dự kiến có thể xảy ra sự cố chất thải, dự kiến được các tình huống sự cố chất thải xảy ra và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương đồng thời có sự phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong công tác ứng phó sự cố chất thải bảo đảm thông tin liên lạc phương tiện trang thiết bị ứng phó công tác hậu cần y tế cho các lực lượng tham gia ứng phó mặt khác tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường chú trọng lấy công tác phòng ngừa là chính ứng phó nhanh kịp thời có hiệu quả đối với các sự cố chất thải xảy ra trên địa bàn tỉnh hiện tại tỉnh con tum chưa có trang thiết bị chuyên dụng dùng riêng cho ứng phó sự cố chất thải công tác ứng phó sự cố chất thải chủ yếu dựa trên các phương tiện và thiết bị có sẵn trang bị cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh các thiết bị chuyên dùng của lực lượng công an quân đội do đó khả năng ứng phó của địa phương đang ở mức độ vừa và nhỏ